Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 16 của bộ truyện Vô Danh Trưởng của tác giả Trần Thanh Vân. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này đang ngồi uống trà đàm đạo, bỗng Hắc Y lão tổ thấy một tên ma đầu từ bên ngoài chạy vào la hoảng. Trình báo bang chủ, có hai tên tiểu a đầu cùng một tên tiểu tử đột nhập tới cửa hàng. Bọn chúng khinh thân lao vào vun vút, chẳng biết nguy hiểm là gì. Hắc Y lão tổ nhếch mép nói, như vậy thằng tiểu tử này coi Hắc Y tổng đàn như chỗ vui chơi, nên dẫn vợ con vào du ngoạn chẳng. Mặc dù Hạm Không lão tổ, Lục Bào lão tổ và bốn người trong Độc Tâm Ngũ Quái đã bị hắn giết chết, nhưng hắn đã vào tận đây thì không thể có lối ra. Lý Đại Bình đã chính mắt trông thấy mọi việc nên vội nói, trình báo bang chủ, ba người này tuy còn trẻ nhưng võ công tuyệt thế, nội lực thâm hậu, kiếm chẳng song toàn, thực sự chúng ta không thể coi thường được. Cự Tinh lão yêu bĩu môi nói, lẽ nào võ công của Cự Tinh công chủ chẳng phải là võ công tuyệt thế? Ta không tin thằng tiểu tử nào đó cùng hai đứa con gái hỉ mũi chưa sạch lại có đủ hòa hầu làm ta phải lo sợ. Cự Tinh công chủ liền bảo Cự Tinh lão yêu, sư đệ, với hai con tiểu a đầu có lẽ sư đệ là đúng, nhưng tiểu tử kia tuyệt không thể coi thường. Tại sao? Vì sự thật đã rõ ràng, hắn đã giết chết rất nhiều cao nhân, nào là Hạm Không lão tổ, Thiên Chỉ lão quân, Lục Bào lão tổ, ngay Độc Tâm Ngũ Quái cũng bị hắn giết 4, chỉ còn 1, đến Độc Dược Sư đã luyện được Phi Phong Độc Kiếm vẫn bị toi mạng dưới tay hắn. Cộng thêm án mạng tiểu tử đã gây ra ở Cự Tinh cung trước đây, thì hắn quả là một địch thủ đáng nể. Hắc Y lão tổ gật đầu, ta cũng suy nghĩ như vậy. Tiểu tử Hồng Văn đã luyện được Tam Kiếm Thập Nhị Trưởng của Nhất Tiên Sinh và võ công Vân Hải Môn, hắn còn học được cả võ công của Thủy Thượng Tiên Cô và Tiểu Tiên Kiếm. Cự Tinh cung chủ gật nhanh, đúng thế, đúng thế. Bốn kẻ đầu não của Hắc Y bang đang bàn luận thì một đường chủ khẩn trương trình báo, bẩm tứ vị, tiểu tử và hai con a đầu đã lọt qua cửa chính, xin bang chủ hạ lệnh ngăn chặn chúng. Hắc Y lão tổ phẩy tay, tất nhiên ta cũng đang cần xem qua võ công của tiểu tử đó. Tình hình đã căng thẳng, nhưng rõ ràng Hắc Y lão tổ chỉ quan tâm đến Hồng Văn mà chẳng coi Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên ra gì. Cự Tinh công chủ ra lệnh, truyền gọi hết nội ngoại đường chủ vào đây. Một tiếng dạn gian vang dần, một lũ người vũ dũng kéo nhau vào, cúi đầu trước Cự Tinh công chủ chờ lệnh truyền cấp tốc. Công chủ nghiêm giọng, trong số đường chủ chọn ra 10 người ngăn chặn tiểu tử và hai con a đầu đó. Nội ngoại đường chủ có mặt ở tổng đàn lúc này là 12 người. Theo lệnh công chủ, 10 người rầm rộ đi ra, còn lại 2 người là cho con Hắc Y lão ma và Hắc Y độc tâm. Bên ngoài, Hồng Văn kêu nhỏ, các muội, chúng nó ra rồi đó. Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng đã nhận ra 10 tên đường chủ đang hung hăng xông ra. Đinh Bảo Liên nói, ca ca cứ yên tâm, hãy chia đều bọn chúng ra để đối phó. Quyên Quyên cũng bảo, muội cũng đang muốn ứng dụng võ công đã học, ca ca giao nhiệm vụ đi. Hồng Văn gật đầu, nếu vậy trong 10 tên kia, ca ca sẽ giao đấu với 6 tên, còn 4 tên chia đều cho 2 muội. Liếc qua những đối thủ đang xông tới, Đinh Bảo Liên nói nhanh, bọn này đều là đường chủ, võ công chẳng hề tầm thường, ca ca bảo trọng nha. Hồng Văn mỉm cười, các muội đừng lo, ca ca luyện xong Tam Kiếm Thập Nhị Trưởng, thừa sức đối phó. Vừa lúc ấy, 10 tên kia đã tới, chúng dừng lại trước mặt Hồng Văn và hai cô gái chừng một trường. Nhận ra Lý Đại Bình, Hồng Văn bật cười, được các đường chùa nghênh đón thế này thật là long trọng, Hồng Văn thật không dám, không dám. Lý Đại Bình biết Hồng Văn nói móc thì giận đỏ mặt tía tai, hắn gằn giọng, đón tiếp cái gì, bang chủ ra lệnh cho các ngươi phải bỏ xác nơi đây. Hồng Văn nhún vai, ghê gớm nhỉ, vậy các ngươi hãy tiếp chiều. Chàng đưa mắt cho Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên, rồi lập tức rút Hóa Huyết Tẩn Kiếm, xuất chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, hồng quang nổi dậy, kiếm khí vèo vèo đánh 6 người. Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng thét the thé, lũ chuột, hãy tiếp chiêu. Dứt lời,
hai nàng chọn hai đối thủ đánh tới những chiêu hết sức mãnh liệt để dằn mặt bọn chúng. 10 tên nội ngoại đường chủ của Hắc Y Bang đồng loạt xuất chiêu nghênh tiếp, bầu không khí náo động khủng khiếp. Trong chớp mắt, kình phong như sóng, kiếm khí như bão, trường lực đan xéo giận người. Kình đạo đôi bên giao nhau vang rền một góc tổng đàn. Hồng Văn bay mình lên, miệng thét lớn: "Nạp mạng!" Chàng xuất luôn 4 chiêu, vừa kiếm vừa trường. Kình đạo cuồn cuộn, ánh kiếm chói ngời như những tia chớp. Cả 6 tên đường chủ bị Hồng Văn tấn kích lập tức liên thủ chống đỡ, miệng thét vang: "Các huynh đệ, mau lấy mạng thằng tiểu tử ngông cuồng!" Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên mỗi người đánh 2 tên áo đen, những âm thanh bình bình liên tục. Quyên Quyên hét lớn: "Giết hết bọn ma đầu!" Nàng vung tà trưởng xuất chiêu, kình đạo như sóng dậy ào ào, xuất ra một chiêu dữ dội của tam kiếm thập nhị trưởng, khí thế mạnh hơn phá núi. Đinh Bảo Liên cũng thét: "Tự các ngươi tìm lấy cái chết!" Thanh ngân kiếm trong tay nàng vung lên, cả thân hình lao chéo về phía trước. Nàng sử dụng khinh công bách quỷ biến ảnh thiên hạ vô song, kết hợp với chiêu nhật nguyệt quang hoa, một chiêu rất mạnh trong chỉ yêu kiếm pháp. Khoảnh khắc trôi qua, 4 tên đường chủ phải vất vả chống đỡ với Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên. Những tuyệt chiêu của bọn chúng bị hóa giải, càng lúc chúng càng lâm nguy bởi võ công hai nàng thi triển mãnh liệt. Không thể chịu nổi những luồng kình đạo của hai cô gái, một tên đứng giữa la lên: "Ta nên tạm rút." Chúng di chuyển để toan trốn chạy vào trong, nhưng đã quá muộn, kiếm phong và trường lực bỗng đan xen dày đặc làm chúng hoa mắt hết hồn. Ầm ầm hai tiếng dữ dội, kéo dài hai tiếng thét thê thảm, thân người văng ra. Trong 4 tên đường chủ hung hãn, đã có 2 tên bị Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên giết chết. Thì ra một tên bị Quyên Quyên lao mũi kiếm theo chiêu kỳ ảo trong tăng kiếm thập nhị trưởng. Hắn xoay chuyển không kịp nên đã bị chém bay đầu. Còn một đường chủ bị Đinh Bảo Liên lia một đường theo chỉ yêu kiếm pháp, cắt đứt ngang lưng thật ghê gớm. Cuộc chiến mới qua chiêu đầu, Hồng Văn đã nhận ra trong 6 tên có 2 tên thi triển vô phong trưởng của cự tinh công và 2 tên võ công còn kém. Chàng bèn sử dụng lãng cốt công di chuyển thật nhanh, trường thức đẩy ra một chiêu tam kiếm thập nhị trưởng, còn hóa huyết tà kiếm lại xuất chiêu chi phấn huệ than trong nhất chiêu nhị thức để đối phó với vô phong trưởng. Trong khoảnh khắc, trường chiêu trong tam kiếm thập nhị trưởng nổi dậy kình đạo kinh hồn, còn đường kiếm chi phấn huệ than tấn công đối thủ không kịp đỡ. Kình lực giao nhau khủng khiếp, hai tiếng rú thê thảm và hai tiếng kêu thất thanh. 4 tên trong 6 đường gia chủ đã bị giết, máu óc văng đầy, chỉ nhìn qua cũng giận tóc gáy, sòn da gà. Sức dội cũng làm Hồng Văn bắn ra xa, nhưng chàng trở lại được ngay. Thấy rõ 4 xác chết và 2 tên còn lại đang ngơ ngác, Hồng Văn gầm lên: "Hừ, còn 2 tên kia cũng nạp mạng thôi." Kiếm quang lệ lóe lên như sắc cầu vồng. Với chiêu loạn thạch băng vân dữ dội của Văn Hải kiếm pháp, Hồng Văn tấn kích 2 tên đường chủ và thoát chết. Kiếm khí và trường phong rào rào quạt thẳng vào 2 gã áo đen như sóng biển dâng trào. Cùng lúc đó, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng đang đua nhau xuất chiêu, ánh kiếm như sắc cầu vồng phủ trùm hai đối thủ. Khi đó, Hắc Y lão tổ, Cự Tinh công chủ và Cự Tinh lão yêu đều đã ra ngoài quan sát trận đấu. Cả 3 lão đều tái mặt bởi cảnh tượng trước mắt. Cự Tinh lão yêu gật gù: "Xem ra 2 con tiểu a đầu này đều học được võ công thượng thẳng, đừng nên coi khinh nữ nhi mà lầm." Hắc Y lão tổ quay nhìn Cự Tinh công chủ: "Lão huynh, hãy vào đấu với thằng tiểu tử, còn sư đệ chúng tôi quyết giết 2 con a đầu kia." Cự Tinh công chủ gật lẻ: "Tốt lắm, cứ thế mà làm." 3 lão Hắc Y tiền bối chia ngay ra làm 2 hướng tấn công Hồng Văn và 2 cô gái. Hắc Y lão tổ thét dần dần: "Bọn trẻ con, các ngươi đã đến lượt về âm cảnh." Hồng Văn liếc sang 2 người con gái: "Hai muội nên cẩn trọng, toàn cao thủ tiền bối đó." Vừa nói xong, chàng xuất chiêu một lượt cùng Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên để những lão già không kịp cứu đệ tử. Kình đạo cuộn ầm ầm, kiếm quang lóe mắt, những tiếng rú thét nổi lên, thân người văng tung tóe, 4 đường chủ còn lại đều đã bị giết sạch. Hồng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên lùi ra khoảng 1 trường, xếp hàng ngang chẳng nghênh chiến những lão tiền bối của Hắc Y Bang sau khi đã hạ sát tất cả 10 tên nội ngoại đường chủ. Bầu không khí bỗng nhiên tĩnh lặng giận người, con ruồi bay qua cũng nghe tiếng cánh. Một sự tĩnh lặng bàng hoàng và nặng nề báo trước một cơn bão táp đẫm máu sắp diễn ra. Mùi tử khí bốc lên làm mọi người muốn ói mửa. Hắc Y lão tổ, Cự Tinh công chủ và Cự Tinh lão yêu đã khinh thần lướt tới. Các lão ma đầu dừng lại cách 1 trường. Những cặp mắt cứu vợ hết nhìn những thanh ma nát bét lại nhìn Hồng Văn và 2 cô gái. Cả 3 lão đều thuộc hạng tiền bối,
tính khí kiêu ngạo nên chưa vội động thủ, chỉ chớp mắt rồi ánh hồng quang ngang qua những đối thủ. Hồng Văn chưa biết lai lịch của những lão già này nên lên tiếng hỏi: "Hắc Y lão ma và Hắc Y độc tâm có ở đây không?" Hắc Y lão tổ liền trợn mắt: "Ngươi hỏi nhi tử và tôn tử của ta có việc gì?" Nói xong lão quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy con cháu đâu nữa. Hắc Y lão ma và Hắc Y độc tâm đã trốn mất biệt rồi. Lão hắng giọng: "Hả, không có ở đây, chỉ có ta với ngươi. Ngươi muốn nói gì?" Hồng Văn nhếch mép: "Vậy thì kiếm lão cũng được." Hắc Y lão tổ không hiểu ý Hồng Văn, bởi Hắc Y lão ma bắt Ngọc Diện tiên tử là thân mẫu của chàng trai trẻ này. Nghe giọng trả lời sắc sược của Hồng Văn, lão chỉ cười giống lên: "Hay, hay lắm. Ngươi không đi tìm ta thì chính ta cũng đi kiếm ngươi, bởi tội lỗi của ngươi dây ra cho bổn bang quá nặng." Vẫn thản nhiên, Hồng Văn dõng dạc nói: "Hôm nay ta phải giết chết ngươi rồi tính sổ với con cháu ngươi sau." Dứt lời, chàng vung hóa huyết tà kiếm lên, ánh hồng quang lấp loá. Cự Tinh cung chủ phẩy tay: "Khoan đã, ngươi chờ cho ta hỏi một câu. Kẻ giết đệ tử của ta ở Cự Tinh cung có phải là ngươi không?" Cao đôi chân mày, Hồng Văn khó chịu nhận ra kẻ trước mặt là Cự Tinh công chủ, và hiểu lão ta muốn hỏi đến cái chết của Quan Đông Nhị lão và những đệ tử đã bị chàng giết chết khi tới Cự Tinh cung trả thù cho Thủy Thượng Tiên Cô. Chàng nghĩ trong đầu: "Thì ra lão này là Cự Tinh công chủ, là một trong võ lâm tam tôn." Chàng trợn ánh mắt nhìn kỹ, ánh tinh quang ngời sáng. Trong cái nhìn, Hồng Văn còn nhận ra một lão giả đứng cạnh Cự Tinh công chủ, hắn là Cự Tinh lão yêu. Chàng gằn giọng đáp: "Người giết bọn đệ tử vô dụng của ngươi ở Cự Tinh cung chính là ta." Cự Tinh công chủ buông một tràng cười lạnh lẽo: "Được lắm, ngươi đã to gan thì phải đền tội." Không để ý đến giọng ham dọa của Cự Tinh công chủ, Hồng Văn chỉ nói thầm như khấn hứa: "Thủy Thượng Tiên Cô, hôm nay Hồng Văn xin trả thù cho tiền bối." Rồi chàng trợn mắt: "Tốt, tốt, vậy trong ba lão, kẻ nào nhận chiêu của ta đây?" Cự Tinh công chủ nói ngay: "Ta sẽ lấy mạng người." Nhìn xoáy và Đinh Bảo Liên, Cự Tinh lão yêu nhếch mép: "Nghe danh kiếm tiền đã lâu, hôm nay ta muốn xem qua tài năng của nhi tử hắn." Hắc Y lão tổ lên tiếng ồm ồm: "Còn ta sẽ thử sức đệ tử của Kiều Trảo truy kích ma quân xem thế nào." Ý lão muốn ám chỉ Quyên Quyên. Thế là đã rõ, Hồng Văn, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cùng thét lớn: "Các lão giả, hãy tiếp chiêu." Trần lực và kiếm đạo cùng tuôn ra, kiếm qua như những sắc cầu vòng trùng kín đối phương, bóng trường xòe to ầm ầm chuyển động. Thét lên một tiếng, Cự Tinh công chủ nói lớn: "Tiểu tử, hãy lãnh chiêu này của ta." Lão là một trong võ lâm tam tôn, lừng danh với Vô Phong Trưởng. Chiêu thức của lão đẩy ra không gây tiếng động, nhưng sức mạnh ghê hồn ập tới Hồng Văn như thác đổ. Hồng Văn vẫn thản nhiên, xuất trường vào kiếm, xuất liền một chiêu như tia chớp, đánh thẳng vào luồng Vô Phong Trưởng đang xô tới ảo ảo. Kình khí giao nhau dữ dội, Cự Tinh công chủ phải thoái lui mấy trượng, liền thét hỏi: "Phải chăng ngươi vừa xuất chiêu?" Hồng Văn nghiêm giọng: "Đúng, đó là nhất chiêu lưỡng thức của Thủy Thượng Tiên Cô sáng tác trước khi chết, dành để phá Vô Phong Trưởng, trả mối huyết thù. Ngươi hãy sám hối đi, rồi nhận chiêu của ta đưa về cõi chết." Câu nói chưa dứt, Hồng Văn đã liên tục xuất chiêu. Và rồi chàng phóng chiêu chi phấn huệ than ở trong nhất chiêu lưỡng thức, tiếp theo là những chiêu trăm ba thủ, phân không chỉ, tấn công đối phương tới tấp. Cự Tinh công chủ giật mình rủa thầm: "Hừm, thằng nhỏ mắc dịch này gây khó cho ta rồi." Lão liền đối phó bằng Vô Phong Chỉ và Vô Phong Trưởng, nội lực thâm hậu, kinh khí dữ dội vô cùng. Trưởng đạo tuy không ồn ào, chỉ như sóng ngầm, nhưng sức không phá như lôi thần xẻ núi, hòa hầu vô song. Hồng Văn bị đẩy ra ngoài hai trường, nhưng công lực hai bên ngang bằng. Vì Hồng Văn chỉ xuất nhị thức mà Cự Tinh công chủ phải vận cả Vô Phong Trưởng và Vô Phong Chỉ mới hóa giải được. Lão chỉ phần nào chiếm thế thượng phong. Tuy vậy, lão vẫn hò hét: "Tiểu tử, nạp mạng." Buông chuỗi cười dài, Hồng Văn đáp: "Chính lão phải nộp cái mạng giả để ta cúng tế cho Thủy Thượng Tiên Cô." Lời nói chưa dứt, chàng đã tấn công liên tiếp hết sức kịch liệt. Cự Tinh công chủ cũng phản ứng rất nhanh, song trưởng như múa, Vô Phong Chỉ kết hợp xuất kích, công thủ đều hiểm hóc. Mười mấy chiêu đã qua vẫn không phân thắng bại. Lúc ấy, Hắc Y lão tổ đấu với Quyên Quyên. Lão ta đường đường là bang chủ Hắc Y bang nên công lực phải ghê gớm. Nhưng Quyên Quyên vận dụng tam kiếm thập nhị trưởng của nhất tiên sinh thiên hạ vô địch, cho nên lão vẫn không đánh. Cho nên lão vẫn phải đánh dai dẳng. Lão bực bội mắng lớn: "Tiểu A đầu, đáng chết,
Quyên Quyên the thé cười lên. Lão mà, có giỏi thì cứ đánh, lẩm bẩm cái gì? Hắc Y lão tổ tức giận, vì lão thấy Cự Tinh công chủ là sư huynh của lão chỉ đánh ngang ngửa với Hồng Văn nên muốn hỗ trợ một tay. Song lão bị vướng Quyên Quyên không dứt ra được. Lão bèn dồn hết công lực, đánh mạnh đánh nhanh, tấn công tới tấp vào nàng công chúa. Do thế công của Hắc Y lão tổ quá dữ, lão ta lại có kinh nghiệm phong hỏa tứ phương, nên chỉ lát sau, Quyên Quyên không thể thi triển được tuyệt học của Tam Kiếm Thập Nhị Trưởng. Nàng chỉ còn dựa vào thân pháp của kỳ ảo đạo ảnh phân hình để chống đỡ với băng chủ Hắc Y băng. Chiếm được thế thượng phong, Hắc Y lão tổ càng tấn công dữ rồi. Vậy là sau 10 chiêu thi đấu, Quyên Quyên dần bị bao vây vào trong vòng nguy khốn. Phía bên kia, Đinh Bảo Liên đang đối địch với Cự Tinh lão yêu. Công lực của Cự Tinh lão yêu chỉ kém hai vị sư huynh của hắn một chút, nên hơn hẳn Đinh Bảo Liên chưa đầy hòa hầu. Trong ý lão cũng cố hạ Đinh Bảo Liên cho nhanh để còn sang tiếp tay với Cự Tinh công chủ, nên tấn kích toàn bằng tuyệt chiêu Cự Tinh công. Nhưng Đinh Bảo Liên không hề bị khuất phục, vì võ công của nàng xuất phát từ chỉ yêu kiếm pháp của Ngân Kiếm phu nhân, lại được kiếm tiên chỉ giáo, rèn luyện thêm bộ phát Loạn Thập Tam Bát kiếm pháp do ông sáng tạo sau này. Đinh Bảo Liên phối hợp với hai bộ kiếm pháp cùng với Bách Quỷ biến ảnh dốc toàn lực đánh với Cự Tinh lão yêu. Trưởng khí kiếm phong cuồn cuộn vèo vèo, Đinh Bảo Liên phản chiêu vài mươi hiệp đã thấm mệt, mà Cự Tinh lão yêu vẫn bền bỉ tấn công bằng tuyệt học của kẻ đã kinh nghiệm giả đầu. Thế là Đinh Bảo Liên cũng như Quyên Quyên, trước hai lão cường địch chỉ thủ nhiều hơn công, dần dần lâm vào thế bí. Xem ra Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên chỉ kéo dài được 10 chiêu nữa là cùng. Thời gian trôi nhanh, 10 chiêu nữa cũng sắp qua. Hắc Y lão tổ thấy chiêu thức của Quyên Quyên chậm dần, liền kiêu ngạo nói: "Con tiểu a đầu, phải chết." Quyên Quyên trợn mắt: "Lão già, không dễ thắng tà đầu." Nàng vung thiết kiếm, tung mũi kiếm xuất chiêu đánh tới. Hắc Y lão tổ lại dùng vô phong trưởng tung ra một chiêu ngầm, kình lực vừa chạm nhau đã nổ một tiếng ầm khủng khiếp. Quyên Quyên dội ngược, nàng trụ bộ chưa vững đã nghe Hắc Y lão tổ hét vang: "Nạp mạng!" Quyên Quyên bàng hoàng ngước lên, ngọn vô phong chỉ đã điểm vào trước mặt nàng, thật là vô cùng nguy hiểm. Đinh Bảo Liên đang gặp thế nguy, Cự Tinh công chủ chưa thắng nổi Hồng Văn, nên Cự Tinh lão yêu nổi giận quyết hạ Đinh Bảo Liên để giành tay tiếp với sư huynh. Lão tấn công liên tiếp 4 chiêu mãnh liệt, làm Đinh Bảo Liên phải lùi đến 3 trượng. Nàng còn chưa trụ vững đã bị Cự Tinh lão yêu dùng vô phong chỉ đánh lén. Vừa chống cự được 4 trượng, Đinh Bảo Liên chưa kịp thay đổi chiêu thức thì vô phong chỉ đã điểm tới nơi. Thế là trong một lúc, cả Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên đều bị Hắc Y lão tổ và Cự Tinh lão yêu dùng vô phong chỉ công hãm ác liệt. Giữa lúc ấy có tiếng quát vang của Cự Tinh công chủ: "Tiểu tử, ngươi tự tìm đến cái chết." Tiếp đó là một dãy tiếng nổ bình bình. Hồng Văn đang bị tập kích liên tục thập tam chiêu, còn Cự Tinh công chủ rất phấn khích đã nắm chắc phần thắng. Nhưng thình lình Hồng Văn bỗng biến mất, làm lão ngẩn ngơ và kêu lên thoảng thốt: "Nhị vị sư đệ, hãy đề phòng." Dứt lời, lão ta lao theo Hồng Văn. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả đều do Hồng Văn chủ động. Trong lúc giao đấu với Cự Tinh công chủ, Hồng Văn vẫn liếc chừng về phía Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên. Chàng thầm nghĩ trong đầu: "Không xong rồi, cả hai nàng đều bị ám hại bằng vô phong chỉ, ta phải mau ứng cứu." Thế là nương vào trường lực của Cự Tinh công chủ vừa đánh tới, Hồng Văn sử dụng lãng cốt công búng mình bay đi, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hắc Y lão tổ. Kiếm quang trên tay chàng lóe lên, đâm thẳng vào Hắc Y lão tổ, đồng thời phóng một trường chiêu về phía của Cự Tinh lão yêu. Kình lực giao nhau khủng khiếp và tiếng rú thét vang lên rợn người. Tiếp theo đó trường phong rào rào, đó là luồng kình đạo của Cự Tinh công chủ truy kích Hồng Văn, nhưng chàng đã lộn mình theo thế kim long hí vũ tránh khỏi. Lúc đó, thân hình Hắc Y lão tổ đẫm máu, còn phía Cự Tinh lão yêu lại nghe tiếng quát lớn của Đinh Bảo Liên: "Lão già, nạp mạng!" Ánh kiếm quang lóe lên, tiếng thét vang động, máu tươi văng tung tóe hết sức kinh khủng. Sau đó, tất cả chìm vào im lặng. Hồng Văn từ từ trao mình xuống đất, Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên hớn hở chạy đến bên chàng. Trên chiến địa chỉ còn trơ lại Cự Tinh công chủ, sắc mặt tái mét, đưa ánh mắt buồn bã nhìn hai xác chết đẫm máu trên mặt đất. Đó chính là thi thể của Hắc Y lão tổ và Cự Tinh lão yêu. Hắc Y lão tổ bị Hồng Văn giết chết bằng chiêu chi phấn hệ than, giữa lúc lão toan chi kích Quyên Quyên bằng vô phong chỉ. Thấy Hồng Văn đã tới bên, lão bèn xoay vô phong chỉ ứng chiến. Nào ngờ chi phấn hệ than trong nhất chiêu lưỡng thức của Thủy Thượng Tiên Cô dùng khắc chế võ công vô phong chỉ của Tự Kinh Công. Thế là lão xoay sở không kịp, đành toi mạng. Còn Cự Tinh lão yêu bị thương nặng,
bởi chiêu phấn không độc chỉ của Hồng Văn. Tiếp đó bị Đinh Bảo Liên giết chết bằng chiêu Nhật Nguyệt Quang Hoa rất uy lực của chỉ Yêu Kiếm Pháp. Lão ta chết giữa lúc đã tưởng hạ được Đinh Bảo Liên bằng Vô Phong Chỉ. Hồng Văn phấn khởi nói lớn: "Hai ái muội hãy nghỉ tay, chờ ca ca diệt nốt lão già này." Nói xong là chàng đã lướt tới xuất chiêu tấn kích. Cự Tinh công chủ thét to: "Tiểu tử, ta với người hôm nay nhất định một còn một mất." Lão lập tức vận dụng Vô Phong Trưởng và Vô Phong Chỉ đánh tới. Võ công của lão không gây tiếng động, nhưng sức mạnh khủng khiếp, chỉ ngầm đi qua đã sạt đá ngã cây. Trường khí cuồn cuộn như núi, chỉ kình như kiếm xuyên tâm, thập phần nguy hiểm. Vốn đã thông hiểu chiến pháp và võ công của Cự Tinh công, lại đang đề phòng nên Hồng Văn chỉ bình tĩnh đứng nhìn. Chàng cười khẩy: "Công lực khá lắm, xứng đáng là võ lâm tam tôn, nhưng đáng tiếc võ công của ngươi không còn đắc dụng nữa." Chàng vừa nói tới đó thì chân lực của Cự Tinh công chủ đã ầm ầm xô tới như những thác nước. Bên ngoài có tiếng Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên thét lên: "Văn ca ca, hãy đề phòng." Lúc đó Hồng Văn chỉ sử dụng Hóa Huyết Tà Kiếm thi triển hai chiêu Loạn Thạch Băng Vân trong Vân Hải Kiếm Pháp và Tam Kiếm Thập Nhị Trưởng của Nhất Tiên Sinh. Kiếm khí nổi vèo vèo, kình đạo như thác đổ. Đồng thời tà trường của chàng phóng ra lưỡng thức Phân Không Chỉ và Trảm Ba Thủ trong nhất chiêu nhị thức của Thủy Thượng Tiên Cô, kết hợp 10 thành công lực Vân Hải Chân Kinh, uy lực hồng hậu chưa từng thấy. Cự Tinh công chủ nhìn bốn phương tám hướng dày đặc kình lực ập tới, không còn cách gì tránh né. Lão thét lên rồng rợn: "Ta liều chết với người." Dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế, một trong võ lâm tam tôn, khi đã liều mạng thì trường lực ngút trời, kinh khí quần quật như dao long uốn khúc. Phía Hồng Văn cũng nào thua kém, Hòa Hầu lại vượt xa lão già, kiếm khí và trường đạo kinh hồn răng bùa. Kình lực đôi bên giao nhau, gió như nổi loạn, mây như xé tan, không gian chuyển động, cây cối ngả nghiêng, cảnh tượng thật là khiếp đảm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc, Hồng Văn thét lớn, thân hình chàng đã bị chấn động dội ngược, văng đi xa mấy trượng, hai mắt nhắm nghiền. Cự Tinh công chủ cười lên khanh khách, vẫn đứng nguyên một chỗ, nhưng tiếng cười của lão đầy bi ai chết chóc, nghe thảm thiết dị thường. Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên hoàng vía kinh hồn, sắc diện tái xanh, hồi lâu mới bình tĩnh và cùng kêu lên: "Văn ca ca." Rồi cả hai người lướt tới bên cạnh Hồng Văn: "Ôi, ca ca có sao không?" Hồng Văn miễn cưỡng nở nụ cười, mồ hôi đổ ra đầy trán. Chàng cố trấn tĩnh nhưng giọng vẫn bàng hoàng: "Không sao, không sao." Sự thật đã diễn biến thế nào? Khi kình lực giao nhau thì Cự Tinh công chủ đã bị Hồng Văn đánh trọng thương. Lão liền liều mạng xuất chiêu Thoát Hồn Hắc Thủ, nhắm khích Hồng Văn để cả hai cùng chết. Lúc đó cả một khoảng không gian đen thôi, Hồng Văn kịp thời nhắm nghiền mắt, bởi mở mắt là toi mạng với những mũi hắc thủ từ trường lực của Cự Tinh công chủ xuyên trong không khí. Hồng Văn nhắm mắt và sử dụng Lãng Cốt Công bắn mình đi. Chàng không chắc mình có thoát chết bởi chiêu Thoát Hồn Hắc Thủ độc hiểm và mãnh liệt đến mức tự sát của Cự Tinh công chủ. Cho đến lúc thân hình chàng rơi xuống, chàng lắng nghe tiếng động của vật lạ rơi xuống. Chàng lắng nghe tiếng động của vật lạ rơi bên mình. Mở mắt ra, Hồng Văn thấy đôi tay của Cự Tinh công chủ và những mảnh hắc thủ đã hóa thành vũng nước đen ngòm tanh tưởi. Cự Tinh công chủ đã tự sát bằng tử chiêu, nhưng vẫn không đánh chết được Hồng Văn. Lão bật cười đau đớn ai oán vô cùng. Lão đứng sừng sững như pho tượng đá, hai tay bị cột. Tiếng cười của lão như vọng về từ tham ma mộ địa, tuôn ra một lượt với nguyên khí và nội lực phát tán. Khi chân nguyên đã phát tán hết, thì Cự Tinh công chủ chỉ còn là một khúc thịt đổ xuống như cây chuối thối. Lão chết mà chẳng chối chăng được gì, và lại lão cũng chẳng còn kẻ nào thân cận để nói những lời cuối cùng nữa. Cự Tinh công chủ chết là Hắc Y Bang cũng tan rã. Đã từ lâu, Hắc Y Bang đã gây tai họa cho võ lâm, gieo rắc khủng khiếp trong thiên hạ. Rốt cuộc thì thế lực đen tối này phải tiêu tan bởi một phen hợp sức giữa thiếu hiệp Hồng Văn và Cái Bang. Ba ngày sau, Vương Hồng Văn và Quyên Quyên cùng về tới nhà Đinh Bảo Liên. Đêm hôm ấy, bầu trời không một vì sao, mặt trăng cũng không ló dạng. Hồng Văn ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ngắm nhìn nền trời bao la tím ngắt, lòng nhớ thân người thân, gan ruột cồn cào. Chàng kêu lên khe khẽ: mẫu thân ơi, mẹ đang ở nơi đâu?" Lòng Hồng Văn nóng như lửa đốt, bởi cho tới nay chàng vẫn chưa biết mẹ ở nơi nào. Tất cả những nỗ lực đổ máu và mồ hôi trong những ngày qua vẫn chưa giúp chàng tìm ra mẫu thân. Bên cạnh mình còn có hai kiều thê an ủi, nhưng chỉ làm chàng buồn tủi vì thân phận mồ côi. Đinh Bảo Liên thấy gương mặt phụ quân rầu rĩ không vui, liền hỏi: "Văn ca ca,
tiểu muội và Quyên Quyên có điều gì sơ suất làm ca ca buồn chăng? Hồng Văn khoác tay ôm lấy Đinh Bảo Liên và lắc đầu. Không, cả hai ái muội đều đẹp người đẹp nết, lại yêu thương ca ca vô cùng, làm sao ca ca buồn với các muội được chứ? Hiểu ngay tâm sự của chàng, Đinh Bảo Liên nói. Vậy hẳn là ca ca buồn nhớ mẫu thân và không vui vì chưa tìm được ra người mẹ yêu quý. Nàng đã hiểu được điều thầm kín trong tim, khiến Hồng Văn xúc động gật nhanh. Đúng thế, ca ca rất ân hận vì chưa tìm được mẫu thân. Vì trong trận đánh vào tổng đàn Hắc Y Bang lại không bắt được Hắc Y Lão Ma và Hắc Y Độc Tâm để buộc bọn chúng khai tin tức về mẫu thân. Bây giờ còn biết mẫu thân ở nơi đâu mà tìm. Mỉm một nụ cười tươi, Đinh Bảo Liên nói ngay. Tiểu muội có nghe ca ca kể lại, đã một lần ca ca gặp mẫu thân ở Thiên Sơn. Vậy tại sao ca ca không chịu khó trở lại ấy một lần nữa để hỏi Tịnh Thái Ni Sơ? Biết đâu chừng sẽ tìm được ra chỗ hiện cư của mẫu thân. Như đang mơ chợt tỉnh, Hồng Văn nói. Ôi, Liên muội thông minh quá, có vậy mà ta không nghĩ ra. Phải rồi, ta chịu khó lên Thiên Sơn lần nữa, còn hơn ngồi đây than thở đợi chờ, để ta thưởng cho muội nhé. Vừa nói xong, chàng đã tặng nàng một nụ hôn say đắm. Đinh Bảo Liên tươi cười, nắm tay nói với Quyên Quyên. Sáng mai Văn ca ca đi Thiên Sơn hỏi tin mẫu thân, Quyên Quyên muội hãy tâm sự với ca ca. Sáng sớm hôm sau, Hồng Văn thức dậy sớm. Chàng đánh thức hai nàng dậy bằng hai nụ hôn buổi sáng. Chàng nắm tay Đinh Bảo Liên và nói. Huynh phải đi Thiên Sơn ngay, không muốn làm kinh động giấc ngủ của Lệnh Mẫu. Vậy muội hãy trình dồn với Lệnh Mẫu. Và một tuần sau, hai nàng đến gặp ca ca ở Túy Sơn, ngoại thành Bắc Kinh. Thế rồi Hồng Văn đeo kiếm, khoác túi lên vai, khởi hành từ lúc hừng đông mặt trời chưa ló dạng. Nỗi lòng của hải tử đang mong ngóng tin tức của mẫu thân, thúc giục gã trai khinh thân đi vùn vụt. Hơn nửa buổi, Hồng Văn đã cách xa gia trang của Đinh Bảo Liên một khoảng mịt mù. Nhưng không phải mấy ngày sau, qua nhiều đêm ngủ trọ dọc lộ trình, chàng mới nhìn thấy Thiên Sơn. Tốc độ phi thân càng nhanh, chẳng mấy chốc Hồng Văn đã tới Sơn Âm. Bóng chẳng thấy trong rừng có bóng người lố nhố, trưởng phong vù vù, cây cối nghiêng ngả, lá rụng ào ào giữa như cơn giông bão. Chàng vội nâng chân khí, phóng mình thật nhanh vào rừng cây, đã thấy Tịnh Thái Ni Sư đang đánh nhau với một tăng nhân áo vàng thật dữ rồi. Trên mặt đất có một thiếu nữ đang nằm, Hồng Văn nhận ra đó là Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến. Chàng thoảng thốt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Tịnh Thái Ni Sư ngước nhìn thấy Hồng Văn thì lòng bà như chút được một gánh nặng. Bà la thật lớn. Văn Nhi, hãy mau đến trừ khử con lừa chọc này cho ta. Hắn dám đến Thiên Sơn phá phách còn bắt cả Yến Nhi. Hắn cũng là cao thủ của Hắc Y Bằng, không thể để hắn sống được. Hồng Văn quan sát, thấy tăng nhân ấy chạc tứ tuần, sắc mặt vàng vọt như là người bệnh lâu năm. Thân hình khô đét như chỉ có da bọc xương, nhưng cặp mắt chuột của gã sâu hoắm, nửa nhắm nửa mở, ánh nhìn lạnh lùng, sắc như đao kiếm. Gã này có tên gọi là Hỗn Thuận Đao Nhân mạch danh. Tuy là người xuất gia nhưng lại dâm dục, hành động chẳng chừa một tội ác nào. Hôm nay hắn dạo qua Thiên Sơn, tình cờ thấy Trần Yến thì dục vọng nổi dậy, toàn ép liễu nải hoa, nhưng bị Trần Yến phản ứng dữ rồi. Tuy nhiên võ công quần nàng không thể thắng nổi tên đạo sĩ dâm ác, chỉ một lúc sau nàng đã bị hắn đánh ngã. Vừa may Tịnh Thái Ni Sơ tới nơi, song tên đạo sĩ cũng đã kịp bỏ vào miệng Trần Yến một vật lạ. Tịnh Thái Ni Sư thét lên. Yêu đạo, sao ngươi dám bức hại đệ tử của ta? Hỗn Thuận Đao Nhân nhếch mép cười khả ố. Đệ tử của ngươi rất vừa mắt ta, mới rồi to chăn nào uống một hoàn phiến hương thực hoa tán, nàng đã mê muội đi rồi. Nghe đến loại dâm dược ấy là Tịnh Thái Ni Sư đã nổi giận, liền xông vào giao đấu với tên đạo sĩ thì Hồng Văn cũng vừa tới nơi. Thấy có chàng trai tới, Hỗn Thuận Đạo Nhân lùi xa Tịnh Thái Ni Sư và hí mắt nhìn Hồng Văn. Hắn cười en ép như heo kêu, rồi sau đó bảo. Nếu các ngươi chống ta thì cô gái kia sẽ chết, bởi ta đã cho nàng uống phiến hương thực hoa tán. Sau một lúc mê muội, nàng sẽ mất hết sức đề kháng cho tới một giờ sau tỉnh lại. Khi ấy huyết mạch tăng cao, dục hỏa bốc mạnh, toàn thân bị kích thích, khí huyết nở ra. Nếu không có ta kịp thời tiến hành giao hợp điều hòa âm dương, thì nàng sẽ bị dục hỏa thiêu cháy, kinh mạch đứt lìa, chết không thể cứu. Hồng Văn nghe tên đạo sĩ nói lời khả ố, liền phẫn nộ quát lớn. Đồ dâm tặc đội lốt tu hành làm điều cản quấy, ta không tha cho ngươi được. Tịnh Thái Ni Sư cũng quát lên. Hãy hóa kiếp châu chó của nó. Hỗn Thuận Đạo Nhân cười rú lên. Liệu các ngươi có đủ sức chạm đến ta không? Hồng Văn lập tức tuốt kiếm, hồng quang lóe lên. Chàng xuất chiêu tam kiếm thập nhị trưởng và loạn thạch băng vân. Kiếm ảnh như núi,
kiếm quang như sắc cầu vồng, kiếm phong veo véo chụp xuống đầu Hỗn Thuần đạo nhân mạch xanh như sấm sét. Tên đạo sĩ gật cổ, tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh đó. Hắn liền xuất chiêu hiến nhiếp hoàng sơn, trường ảnh như sao xanh, hàng hà sa số kình đạo hóa giải chiêu thức của Hồng Văn trong chớp mắt. Hồng Văn giận dữ nói, yêu đạo đừng vội kiêu ngạo, hãy tiếp chiêu. Chàng vận đủ 10 thành công lực vào Hoa Huyết Tà Kiếm và đẩy tới một chiêu Thạch Phá Thiên Kinh, sức mạnh hơn cả phá núi, kình đạo di động ầm ầm vô cùng mãnh liệt. Hỗn Thuần đạo nhân mạch danh xanh mặt, không cười được nữa, vội dựng trường phản kích. Và lúc ấy, Tình Thái Ni Sư cũng xuất chiêu từ phía sau đánh tới, đồng thời phóng song cước theo tuyệt học của phái Tiên Sơn như xét đánh vào hông tên đạo dâm. Bình bình, kình khí và kiếm phong ập từ hai phía, bắn tung gã đạo sĩ lên như một trái cầu. Mạch danh vội cong mình vượt thoát đường kiếm và thấy cước dữ dội của hai đối thủ. Hắn xoay mình toan bỏ chạy, nhưng Hồng Văn đã thét mang, con heo, đừng hòng chạy thoát. Chàng đánh tới một chiêu chi phấn huệ thanh trong nhất chiêu lưỡng thức của Thủy Thượng Thiên Cô, thế mạnh như phá núi. Một tiếng rú thi thảm vang lên, tên đạo sĩ dâm ác học máu ngã sấp, chết ngay tại chỗ. Vừa giết xong tên dâm ác, Hồng Văn chạy tới quỷ bên Trần Yến, thấy nàng nhắm mắt nghiền, hôn mê chẳng biết gì. Tịnh Thái Ni Sư cũng đến bên đổ đệ, gương mặt đầy lo lắng. Dâm dược đang tác hại trong cơ thể đổ nhi, làm sao bây giờ? Vừa nói, bà vừa giữ chặt hoạt mệnh huyệt của Trần Yến để phòng độc tố chạy vào tim. Hồng Văn nói nhanh, để tề hạ vận công truyền nội khí cho Trần Yến cô nương, may ra trục được chất độc dược. Chàng quỳ sát Trần Yến, nắm tay vào vai nàng để chuyển chân khí, nhưng chỉ thấy sắc diện của nàng đỏ hồng, mồ hôi vã ra đầm đìa, tâm thần càng thêm mê muội. Chàng hoảng hốt, nguy rồi, dâm dược đã vào não, phải đưa nàng về động phủ chữa trị thôi. Tịnh Thái Ni Sư thấy rõ hiện tượng, vội vàng am lấy Trần Yến chạy như bay về động phủ, Hồng Văn theo sát sau lưng. Đặt Trần Yến lên giường đá, Tịnh Thái Ni Sư bảo, Văn Nhi, cứu Yến Nhi xem ra chỉ có ngươi làm được. Suốt đời ta chỉ thu nạp một ái đồ này, không thể để nó chết oan uổng. Ngươi hãy lập tức cứu nó giùm ta. Tuy là nữ giới, nhưng xưa nay Tịnh Thái Ni Sư rất kiên cường, chẳng quỵ lụy ai. Thế mà bây giờ bà phải xuống nước năn nỉ Hồng Văn, bởi việc nam nữ bà không thể làm. Hồng Văn hiểu ngay, muốn cứu Trần Yến chỉ có cách giao hòa nam nữ như chàng đã từng cứu Trình Vân. Nhưng cũng từ việc đó mà luôn cả Trình Vân chàng có tới 3 thi tiếp. Bây giờ mà hợp thể với Trần Yến nữa thì thật khó xử vô cùng. Chàng vội run giọng nói, tiền bối tha thứ cho, tại hạ không thể. Chẳng biết cách nào nói ra chuyện mình đã có 3 thi tiếp, nên Hồng Văn cứ ngắc ngứ ngập ngừng, khiến Tịnh Thái Ni Sư nổi giận. Bà gặn giọng nói, Văn Nhi, ta tưởng Yến Nhi đã có lần cứu mạng người, và ta hiểu ngươi cũng có cảm tình với nó. Không lẽ bây giờ ngươi ích kỷ, bỏ mặc ái đồ của ta chịu chết sao? Hồng Văn bối rối quá, liền kể chuyện Đinh Bảo Liên, Quyên Quyên và Trình Vân cho Tịnh Thái Ni Sư nghe để thông cảm. Chàng buồn rầu nói, việc này tài hạ rất khổ tâm, chẳng phải thấy chết mà không cứu. Nhưng thật tình thê thiếp đã nhiều rồi, sợ xảy ra những chuyện rắc rối nữa. Tịnh Thái Ni Sư nghe Hồng Văn nói, chỉ mỉm cười, bà bảo ngay, tưởng chuyện gì, mạng sống của con người mới là chuyện lớn, các vấn đề khác đều là nhỏ. Xem ra người có số đào hoa, đó là 3 mỹ nữ tự nguyện làm vợ. Nay thêm 1 nữa là 4 cũng có sao đâu. Người xưa vẫn chủ trương, trai 5 thê 7 thiếp, gái chính chuyên 1 chồng. Tất cả trách nhiệm cứ chút lên đầu ta. Việc cần kíp của ngươi là phải tiến hành giao phối ngay với Trần Yến, điều hòa âm dương, hóa giải dâm độc. Mọi việc khác ta sẽ lo liệu chu đáo, miễn là cứu sống được đồ nhi của ta. Hồng Văn bàng hoàng thầm nghĩ, ôi, những chuyện rắc rối này sao cứ dồn đến ta hoài, coi bộ phen này lại phải lãnh thêm một cô vợ nữa. Thấy Hồng Văn lặng thinh nhìn Trần Yến, Tịnh Thái Ni Sư biết chàng đã ưng thuận nên nhẹ nhõm trong lòng. Bà nheo mắt mỉm cười rồi bước ra khỏi thạch thất, đóng cửa lại để Hồng Văn được thoải mái. Không thể làm gì hơn nữa, bởi mạng người là quý, Hồng Văn cúi xuống bên Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến và dịu dàng nói, Yến muội, vì sinh mạng của muội, tha thứ cho ca ca nhé. Chàng chưa dứt lời thì bất ngờ Trần Yến đã ôm ghì lấy chàng, bởi tác động của dục hỏa trong chất độc thực hoa tán. Đôi trai trẻ liền thế hợp với nhau, điều hòa âm dương, và nàng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Hồng Văn. Khi bừng tỉnh, Trần Yến thấy mình cùng Hồng Văn nằm bên nhau, tuy có hiểu ra cớ sự, nhưng được hòa hợp với người mình yêu là nàng mãn nguyện rồi, chỉ nhẹ nhàng xoa bàn tay lên bộ ngực vạm vỡ của chàng trai.
tiếng kêu của nàng thật dịu dàng êm ái, đầy yêu thương. Văn ca ca, Văn ca ca. Hồng Văn cũng bừng tỉnh, vội chỉnh trang y phục, rồi kể lại chuyện vừa qua. Chàng đã đánh chết tên đạo sĩ dâm ác, hòa hợp âm dương để cứu nàng. Bản tính của người nữ khiến Trần Yến đỏ mặt thẹn thùng trong giây lát, nhưng nàng lại nói: việc cần thiết phải thế, muội không trách ca ca. Từ nay muội thuộc về ca ca và sẵn sàng ở bên ca ca dù phải đi tới chân trời góc biển nào. Lát sau, Tình Thánh Ni Sư thấy cửa mở thì bước vào, nhận ra đôi trẻ có vẻ quyến luyến nhau, bà thật lòng nhẹ nhõm. Bà tươi cười bà Trần Yến: đồ nhi thương yêu của ta, rồi đây ta sẽ chọn một ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ cho đôi trẻ. Trần Yến sung sướng đáp: mọi việc xin tùy ý sư phụ thu xếp, Yến Nhi không biết đâu. Rồi nàng e thẹn nép đầu vào lòng Tịnh Thái Ni Sư. Tịnh Thái Ni Sư âu yếm vỗ nhẹ vào vai Trần Yến và bảo: đã tác hợp với nhau rồi, sư phụ sẽ lo chu tất cho các con. Bà lại ngước nhìn Hồng Văn: Văn Nhi, phải chăng con tới đây là để thăm hỏi tin tức của mẫu thần? Hồng Văn gật đầu: bẩm tiền bối, đúng thế, xin tiền bối cho vãn bối biết phương hướng tìm cho được gia mẫu. Tịnh Thái Ni Sư trầm giọng: hiện nay ta cũng chưa nắm được hành tung của Ngọc Diện Tiên Tử, có thể mẫu thân con đã được yên thân, mà cũng có thể đang bị người ta bắt giữ. Theo bản ni suy đoán, con nên tìm dấu vết mẫu thân ở vùng Tuyết Sơn Cốc, có nhiều hy vọng đấy. Thấy Hồng Văn nhìn Trần Yến có vẻ suy nghĩ, Tịnh Thái Ni Sư lại bảo: lúc này con đang lo lắng cho mẫu thân, vậy cứ để Yến Nhi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở đây, con cứ lên đường tới Tuyết Sơn Cốc. Trung thu này ta sẽ đưa Yến Nhi tới hội kiếm để gặp con, có được không? Hồng Văn vội đáp: tiền bối dạy trí phải, phen này vãn bối đi Tuyết Sơn Cốc, còn Yến Nhi nhờ tiền bối chăm sóc dùm. Tịnh Thái Ni Sư tươi cười: Yến Nhi là đồ đệ duy nhất của ta, tình thương hơn ruột thịt, vậy con cứ yên tâm đi tìm mẫu thần. Thế là Hồng Văn ở lại vui thú với Trần Yến một đêm nữa, rồi sáng hôm sau cầm tay nàng và bảo: muội đừng trách ca ca nhé, vì lo tìm mẫu thần ta phải tạm xa nhau, ca ca sẽ gặp lại muội ở hội kiếm trung thu. Thiên Sơn tiên nữ Trần Yến bình dịn đưa Hồng Văn ra chào Tịnh Thái Ni Sư, xong liền tiến chẳng xuống núi. Nàng còn âu yếm dặn theo: Văn ca ca, muội thương nhớ ca ca vô cùng, xin hãy bảo trọng. Hồng Văn gật đầu hôn lên đôi má Thiên Sơn tiên nữ, rồi buông nàng ra để khinh thân phi hành rời khỏi Thiên Sơn. Trần Yến dõi mắt nhìn theo người tình, miệng lẩm bẩm: Văn ca ca đừng quên nhé, muội chọn đời yêu mãi ca ca. Nàng lại bật khóc, nhưng Hồng Văn đã phi hành xa rồi, chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời, đâu còn nghe được tiếng khóc và nhịp tim thổn thức của người con gái vừa gửi tấm băng trinh cho chàng. Một lúc sau, có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Trần Yến. Nàng quay lại và nhìn thấy Tịnh Thái Ni Sư đang âu yếm nhìn mình. Bà dịu dàng bảo: Yến Nhi, con đừng buồn nữa, trung thu sẽ hồi ngụ thôi. Trần Yến ôm lấy Tịnh Thái Ni Sư, thầy trò cùng nhau trở vào Tuyết Sơn Cốc. Thiên Sơn lại trở về với bầu không khí yên tĩnh, với núi cao tuyết phủ lặng lẽ u nhàn. Rời khỏi Thiên Sơn, Hồng Văn phi hành vun vút, chẳng lẩm bẩm: ta phải đi nhanh đến Tuyết Sơn Cốc. Được một khoảng đường, chẳng sực nhớ ra: à không, đã tới ngày hẹn, ta phải đến Vạn Túy Sơn ở ngoại thành Bắc Kinh để hội nhập với hai kiều thi, rồi không đi Tuyết Sơn Cốc cũng chưa muộn. Hồng Văn chuyển mình xoay hướng về Bắc Kinh. Vừa đến Vạn Túy Sơn, chàng đã vui mừng nghe tiếng gọi: Văn ca ca, Văn ca ca. Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên tươi như hai đóa hoa đang chờ đón chàng dưới chân núi. Hết sức mừng vui, Hồng Văn kể lại chuyện ở Thiên Sơn cho hai kiều thi nghe. Quyên Quyên hắng giọng bảo: trước đây chàng giao hoan với Trình Vân, bây giờ lại hợp thể với Trần Yến, thế là đã có bốn vợ. Coi chừng chàng thu xếp không khéo, bọn thê tử này sẽ xé chàng ra từng mảnh đó. Đinh Bảo Liên trợn mắt: Quyên muội chớ nói đùa mà lỗi đạo, trai năm thê bảy thiếp trong thời của chúng ta là chuyện bình thường, và lại việc thành thân với Trình Vân và Trần Yến đều là việc nghĩa của ca ca. Quyên Quyên lại tươi cười: muội xin lỗi, chỉ nói vui thôi, chị em ta cũng là thê thiếp, phải một lòng yêu thương phục vụ đấng trượng phu, dù chàng có thêm năm bảy người đẹp cũng chẳng sao. Hồng Văn xúc động bảo: ca ca không dám, bốn phòng đã quá nhiều, huynh đâu phải nhà vua mà đòi càng ngàn công nữa. Rồi đây ca ca sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc đồng đều để bốn ái muội cùng vui. Đinh Bảo Liên lại nói:
việc ở phòng the là việc nhỏ, bây giờ ta cũng phải lo việc lớn là tìm cho được mẫu thân. Hồng Văn gật đầu, theo lời Tinh Thái Ni Sư tiền bối, chúng ta đi Tuyết Sơn Cốc. Quyên Quyên phẩy tay, vậy ta khởi hành ngay thôi. Cả ba liền trò thuật khinh thân để khí phi hành vèo vèo nhắm hướng Tuyết Sơn Cốc trực chỉ. Đã gần đến nơi, bóng Hồng Văn liền sử dụng lãng cốt công di chuyển thật nhanh về phía trước, đồng thời chàng vận nhãn lực thấy rõ ba bóng người đang kẹp người lướt đi như gió. Chàng bèn thét lớn, tất cả dừng lại. Hồng Văn thét lên đầy phẫn nộ trong lúc hoa tuyết rơi lơ lửng khắp bầu trời, khí lạnh buốt thấu xương, bởi chàng đã nhận ra ba kẻ trước mặt. Một người là xà quái bà, tức là lão tứ, người duy nhất còn sót lại của nhóm độc tâm ngũ quái. Kẻ thứ hai là hắc y lão ma, tên thứ ba chẳng ai khác, đó là hắc y độc tâm, kẻ thù tận xương tủy của chàng. Còn người bị chúng bắt đi đang di chuyển kia, đó là Ngọc Diện tiên tử Trần Phương, người mà chàng đang cố công tìm kiếm. Tiếng thét của Hồng Văn vang rền bầu trời tuyết đổ, làm những kẻ có độc tâm dữ dội kia đều phải hoảng hốt dừng chân. Vèo một cái, Hồng Văn đã phóng tới trước mặt chúng. Nhìn thấy Ngọc Diện tiên tử, chàng không thể ngăn xúc động, liền ru giọng kêu lên, thần mẫu, mẹ của con ơi. Ngọc Diện tiên tử Trần Phương cũng không nén được tình cảm, cố lên tiếng gọi vui mừng, Văn Nhi, Văn Nhi. Nhưng tiếng gọi của bà bỗng tắt ngang, vì hắc y lão ma đã phong tay điểm vào huyệt thanh âm của bà, làm bà không nói được nữa. Trong chớp mắt, Hồng Văn đã xông tới. Hắc y lão ma chừng mắt lạnh lùng bảo, ngươi không được nhúc nhích, nếu ngươi làm hỗn, ta đánh một chưởng làm mẹ ngươi chết tươi ngay. Hết sức đau đớn, nhưng Hồng Văn không dám xuất thủ bởi lời ham dọa của hắc y lão ma. Chàng chỉ ứa nước mắt ngập ngừng kêu, mẹ ơi, mẫu thân ơi. Khi ấy, Đinh Bảo Liên và Quyên Quyên cũng vừa tới. Tất cả chỉ thấy Ngọc Diện tiên tử mấp máy đôi môi, nói chẳng nên lời, hai hàng nước mắt ròng ròng tuôn chảy. Bà vô cùng đau khổ bởi không nói được gì với đứa con yêu. Căm hận tột cùng, Hồng Văn hỏi lớn, các ngươi muốn gì đây? Các ngươi thật lòng lang dạ sói, đối với kết nhục tình thâm cũng chẳng coi ra gì. Hắc y lão ma cười khẩy, ngươi là một kẻ thông minh, lẽ nào không biết ý bọn ta? Quyên Quyên bảo, Văn ca ca, chúng nó mượn cớ giữ người để thoát thân đó. Hắc y độc tâm nhếch mép, đúng thế. Trong lòng Hồng Văn lúc này thật rối bời, kẻ thù trước mặt mà không dám xuất thủ để rửa thù. Chàng không nỡ trả thù cho cha mà nguy hiểm đến tính mạng của mẹ, chưa biết hành động ra sao. Có điều chàng biết rằng bọn này sẽ chưa phạm tới sinh mạng của mẹ chàng nếu chàng chưa xuất thủ. Đinh Bảo Liên bực tức bước ra. Với cái nhìn khinh bỉ, Đinh Bảo Liên quét tiêm mắt ngang qua hắc y lão ma, xà quái bà, hắc y độc tâm. Rồi nàng hét lớn, đồ hèn nhát vô liêm sỉ. Quay lại Hồng Văn, nàng bảo, Văn ca ca, cho chúng nó thoát thân đi, miễn là... Câu nói bỏ lửng của Đinh Bảo Liên làm Hồng Văn chợt hiểu. Ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu, phụ nữ lắm khi rất thông minh, tại sao ta không suy ra, miễn là chúng để mẫu thân lại. Với võ công của ta bây giờ, chúng nó chạy xa cỡ nào mà không đuổi kịp chứ. Đúng thế, chàng thừa sức đuổi theo chúng, giết nó để bảo thủ cho cha. Hồng Văn liền nghiêm giọng, chỉ cần các ngươi thả mẫu thân ta ra, các ngươi sẽ được phép bỏ chạy tùy ý. Hắc y lão ma đằng hắng một tiếng. Với đầu óc cáo già, lão đã lường được ý đồ của Hồng Văn và nói thầm, chẳng lại muốn khôn hơn vịt. Hắn sẽ không để cho chàng trai trẻ dễ dàng thực hiện được ý đồ. Thế là trong chớp mắt, hắc y lão ma vung tay điểm vào 6 âm huyệt của Ngọc Diện tiên tử. Hồng Văn hét lên, đồ tàn ác, các ngươi dám. Lão già bật cười, miệng ngươi còn hôi sữa, chưa khôn hơn được ta đâu. Võ công của ngươi bây giờ đã vào hàng tuyệt thế, muốn chạy được xa thì ta phải làm ngươi mất thời gian với việc ngươi mới được. Bây giờ hãy lo hóa giải 6 huyệt đạo cho mẹ ngươi, bọn ta đi đây. Nói chưa dứt lời, hắc y lão ma, xà quái bà, hắc y độc tâm đã bỏ Ngọc Diện tiên tử lại để phóng chạy như gió. Với khinh công tuyệt đỉnh, trong chớp mắt bọn chúng đã buôn tẩu xa lắc xa lơ. Hồng Văn căm tức nói, bọn các ngươi không thoát được ta đâu, dù ở nơi góc biển chân trời nào ta cũng bắt các ngươi tìm về để moi tim xẻ xác, trả thù cho phụ thân của ta. Đinh Bảo Liên kêu lên, chúng nó chạy hết rồi, ca ca còn làm bầm gì đó. Quyên Quyên cũng nói, Văn ca ca, hãy lo cho thân mẫu đi. Hồng Văn xúc động chạy tới ôm mẹ. Nhìn qua tình trạng của mẹ mình, Hồng Văn đã biết thương tích khá nặng do thủ pháp thiên hạ tối độc của bọn hắc y bằng.
bà bị điểm vào 6 huyệt âm huyệt. Cần phải có người công lực tuyệt thế đả thông 6 huyệt ấy, nếu không thì toàn thân sẽ bị tàn phế. Chàng vội vận công chuyển chân lực đả thông kinh mạch cho mẹ, trước hết giải huyệt thanh âm và hoạt mệnh huyệt. Lập tức Ngọc Diện tiên tử nói ngay được, bà kêu lên, Văn Nhi, mẫu thân có lỗi với phụ thân của con và con. Hồng Văn vội vàng dịu dàng nói, mẫu thân đừng nói thế, hao tổn chân khí, cứ để Văn Nhi chữa lành các thương tích và khai thông hết những huyệt đạo đã. Nhưng Ngọc Diện tiên tử lắc đầu, bà vẫn nói nhanh, Văn Nhi, mẹ phải nói ngay cho con biết một điều quan trọng mà mẹ cũng chỉ biết trong ngày gần đây. Sự thật, mẹ không phải là con gái ruột của Hắc Y Lão Ma. Mẹ là đứa con gái mồ côi Hắc Y Lão Ma đã nuôi từ bé. Hắc Y Độc Tâm biết được lai lịch của mẹ, ngầm yêu mẹ nên luôn luôn theo sát. Bởi thế, khi hắn biết mẹ yêu cha con là Nam Sơn kiếm khách Vương Đạt, thì hắn quyết tâm ám hại và giết cho được cha con. Riêng mẹ vì hồ đồ trong nhận xét nơi thạch động, hiểu lầm cha con và Long Tú Tâm, nên mới bỏ cha con và con để đi tới ngày nay. Mẹ mong rằng vong linh của cha con và lòng đại lượng của con sẽ tha thứ cho mẹ. Điều quan trọng con phải biết, Hắc Y Lão Ma chẳng phải là ông ngoại, và Hắc Y Độc Tâm cũng không phải là cậu của con đâu. Nói được một hơi dài để thỏa mãn nỗi lòng, nhưng vì quá mệt, Ngọc Diện tiên tử nằm vật ra mê luôn. Hoảng hốt, Hồng Văn gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Chàng vừa gọi và bịt lấy hoạt mệnh huyệt của mẹ, rồi quay lại bảo Quyên Quyên và Đinh Bảo Liên, hai ái muội hãy lo cho thân mẫu, để ca ca đuổi theo giết sạch chúng nó rửa mới ra thủ. Dứt lời, chàng thi triển khinh công nhắm hướng chạy của ba thủ nhân đuổi theo như một cơn lốc. Chẳng khác nào mũi tên thần tốc. Lát sau, Hồng Văn đã đuổi kịp Hắc Y Lão Ma, Xà Quái Bà và Hắc Y Độc Tâm. Chàng buông một chuỗi cười lạnh lùng rợn rợn, tay đã rút cây Hóa Huyết Tà Kiếm, hồng quang lập tức lóe lên. Người chưa tới, kiếm chiều đã tới, cả một chùm sáng đỏ ánh mặt trời ụp xuống thủ nhân dưới tiếng cười ngạo nghễ của Hồng Văn. Hắc Y Lão Ma, Xà Quái Bà và Hắc Y Độc Tâm đều thi triển khinh công bỏ chạy thục mạng để chờ thời cơ. Nhưng Hồng Văn vẫn thét vang đầy phẫn nộ, bọn chuột ghẻ, chạy đâu cho thoát tay ta. Trong chớp mắt, chàng đã sử dụng Lãng Cốt Công bay mình tới chặn đối tháo chạy của chúng. Hắc Y Lão Ma gầm lên, ta hãy liều chết với tên tiểu tử ngông cuồng này. Cả ba đều tranh thủ xuất chiêu. Ba tên ma đầu đã lâm vào ngõ bí, và chúng biết đây là cuộc chiến sinh tử một mất một còn, nên đều dốc hết toàn lực giờ những tuyệt chiêu dữ dội nhất, chỉ phong trường khí ầm ầm đã bay cắt chạy mồ mịt. Hồng Văn cười khẩy thét lớn, Xà Quái Bà, ngươi đảm mạng trước đi. Dứt lời, chàng thi triển ngay kiếm chiêu trong Tam Kiếm Thập Nhị Trường tấn kích Xà Quái Bà. Hồng quang cuồn cuộn, kiếm khí ảo ảo thật khủng khiếp. Xà Quái Bà gầm lên, tiểu tử hôi thối, ngươi muốn chết rồi chăng? Sở dĩ mụ ta dám lên giọng, vì mấy tháng trước đây võ công của mụ còn hơn Hồng Văn gấp bội, mụ đâu chịu lép vế. Gầm thét dữ tợn, rồi Xà Quái Bà tuôn trưởng phong phủ kín bốn mặt nhằm công hãm Hồng Văn. Nào ngờ Hóa Huyết Tà Kiếm trên tay Hồng Văn xoay tròn, kiếm chiêu đột biến xuyên thủng lưới trường của mụ ác bà xấu xí. Hồng quang chớp lẻ tạo thành một lớp sương đỏ vây phủ lấy bốn hướng. Xà Quái Bà hoa cả mắt, kinh mạch dao động, hơi thở gấp gáp, sắc mặt tái xanh. Hoảng hốt bởi kinh lực của chàng trai, Xà Quái Bà vung song trường gạt nhanh rồi bắn mình lùi lại. Nhưng đã quá muộn. Sau tiếng thét rồng rần, cánh tay của mụ già yêu quái đã bị chặt lìa rơi xuống đất. Đau đớn và sợ hãi, mụ ta băng mình lùi thêm. Song mụ chưa kịp lùi thì kiếm chiêu đá tới, chặt gãy hai chân mụ như chém hai khúc mía. Tiếng thét của mụ thật thê thảm, tay chân đã bị Hồng Văn chặt hết. Xà Quái Bà lăn củ như một khúc giỏ thịt, máu tươi tuôn chảy nhuộm đỏ cả mặt đất. Nhưng khúc thịt ấy cứ tiếp tục lăn đi, Xà Quái Bà cố tránh cái chết đã gần kề bên sườn mổ. Song Hồng Văn lại thét vang, nạp mạng. Tà trường của chàng vung lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc, bình. Đầu Xà Quái Bà lìa khỏi cổ. Hắc Y Lão Ma và Hắc Y Độc Tâm nãy giờ trố mắt quan sát, chúng ngó thấy cái chết thi thảm của Xà Quái Bà thì hai cha con đều kinh khiếp. Hắc Y Lão Ma liếc nhìn Hắc Y Độc Tâm, ngầm ra hiệu rút chạy. Nhưng chúng khựng lại khi thấy Hồng Văn ngửa cổ lên trời, buông một tràng cười dài. Chàng nói nhanh, phụ thân, hôm nay Văn Nhi sẽ trả thù cho phụ thân đây. Thấy Hồng Văn có vẻ phân tâm, cha con Lão Ma đầu đưa mắt nhìn nhau, có ý tiếp tục chạy trốn. Song Hồng Văn đã quát, chạy đi đâu, hãy nhận chiêu của ta. Hồng Quang nổi dậy, tả kiếm đã xuất chiêu.
kình lực chưa giao nhau, cha con hắc y lão ma đã hoảng loạn tinh thần bỏ chạy, bộ pháp không còn mạch lạc nữa. Chúng kinh ngạc quá, thật hết sức bất ngờ. Hồng Văn hết sức phấn chấn, chàng thét lớn: "Hắc y lão ma, ngươi hãy trả món nợ máu của cha con ngươi!" Vừa dứt lời, hiếu trưởng tà thù đều vung lên, thi triển tăng kiếm thập nhị trưởng, khí thế như thác đổ triều dâng. Hắc y lão ma đã đến lúc liều chết, lão sấn tới phát chiêu. Bóng trường xòe to úp chụp xuống đầu của Hồng Văn. Thật dịp Hồng Văn đối phó với lão già, hắc y độc tâm tháo chạy. Hồng Văn quát lớn: "Đồ quỷ, giết xong lão già ta sẽ lấy đầu ngươi!" Chàng vặn mười thành Vân Hải chân kinh, kiếm phong chuyển đất, kình đạo tung trời, trường lực của lão ma đã bị triệt tiêu trong không khí. Cùng lúc đó, hào huyết tà kiếm chém vụt xuống đầu lão ma như tia chớp đỏ. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, máu văng tung tóe. Đầu và thân của hắc y lão ma đã đứt làm hai khúc, lão chết ngay tại chỗ, thân thể ngập trong vũng máu. Máu và thịt bầy nhảy ghê khiếp vô cùng. Hồng Văn thỏa mãn nhìn cái chết của kẻ thù, rồi chàng lại la to: "Hắc y độc tâm, bây giờ đến lượt người!" Chàng sử dụng khinh công tuyệt thế, băng mình về hướng của hắc y độc tâm bỏ chạy. Phía trước mù mịt không thấy gì, Hồng Văn lẩm bẩm: "Hắc y độc tâm, ngươi đã tự tay giết chết phụ thân ta, bây giờ đã đến ngày ta báo oán, ngươi có chạy đằng trời!" Chàng ngửa mặt lên không trung thỉnh cầu: "Thân phụ, xin người phù hộ cho con trả được mối thù sâu nặng, con cần hạ sát bằng được hắc y độc tâm." Chàng phóng đi như một mũi tên, miệng liên tục kêu: "Hắc y độc tâm, ngươi đã đến ngày tận số!" Phía trước vẫn không thấy gì, nhưng Hồng Văn biết Lăng Cốt Công sẽ đưa chàng thừa sức đổi mạng với kẻ thù thâm căn cố đế.